Lắm. Chú chỉ cháu cách quản lý chi tiêu cá nhân với ạ. Cha mẹ cho, ví dụ cha mẹ mình cho mình 5 triệu mà mình chi tiêu đến 5 triệu mốt thì cuối tháng mặt mình gần thối ra. Nhưng nếu mình chi tiêu 3 triệu rưỡi và để 1 triệu rưỡi lại và đến cái lúc mà cần phải mua quà hoặc cần phải chi tiêu cái gì thì không phải xin cha mẹ nữa, hoặc là thỉnh thoảng mua quà tặng bạn trai bạn gái, mua quà tặng em tặng út, mua quà tặng cha mẹ thì mặt mình nó tươi rói lên. Vậy thì làm nào để tiêu ít xuống, đúng không? Đấy là quản lý chi tiêu. Việc đầu tiên là phải tiêu ít xuống, hai là phải làm nhiều tiền lên. Thôi thì sinh viên năm nhất thì sau này đi làm thêm cũng đừng quan tâm đến tiền một, mà thì hãy đi làm để học kinh nghiệm cái đã. Nhưng cái việc đầu tiên là tập trung chi tiêu ít. Vậy làm thế nào để chi tiêu ít? Thì bản chất trong con người có bốn thứ, năm thứ mà nó dẫn dắt ta đi. Một là tham, sân, si, mạn, nghi. Có năm thứ tham, sân, si, mạn, nghi. Tham là gì? Bạn tham danh, tham lợi thì ở đây là không đập đến. Nhưng mà sân cũng không dùng đến tiền lắm, nhưng đặc biệt là si mê. Từ đấy ví dụ như là yêu vào cũng muốn diện thì đúng không? Hay là si mê là ngu. Si ở đây có hai nghĩa, một là ngu si, hai là si mê. Si mê thì đương nhiên phải muốn sở hữu nó rồi, mà sở hữu nó thì phải tốn tiền. Mà ngu si thì chi tiêu nó không thông minh, tức là cái cần mua không mua, cái không cần mua thì cũng mua. Thì như vậy mua là không hữu ích, dẫn tới nó tốn tiền. Thì như vậy si mê nó làm cho mình tăng tốn cái lượng tiền tiêu lên. Thứ cái tiếp theo tham sân si đến mạng là nhiều khi mình cũng chưa chắc đã cần đến nó đâu. Ví dụ như là bản chất là mình không cần đến cái xe máy đẹp đâu, bởi vì là đồng đi từ nhà đến trường có khi đi xe đạp cũng được. Nhưng mà mạng là vì tinh vi với cái đứa bạn, thằng bạn, con bạn mà cũng đòi bố mẹ mình mua cái xe máy, hay là mình cũng phải mua cái nọ mua cái kia cho nó oai. Có cái điện thoại cùng cảnh là nghe cũng được rồi, hoặc là cái Apple nghe cũng được rồi, lướt cũng được rồi, chụp ảnh cũng được rồi, nhưng mà vì là tức với cái thằng bên cạnh mà cũng phải làm con iPhone 11, dẫn tới nó tốn tiền. Vậy là nó do cái bệnh mạng nó xuất hiện, và đặc biệt người nghèo càng nghèo càng sĩ diện, nên nhớ là càng nghèo càng sĩ diện. Thằng càng giàu nó càng bình thản. Cái thằng mà có trong tài khoản của khoảng 10 đến 20 triệu là thằng đấy máu tiêu tiền nhất. Còn cái thằng có tài trong tài khoản 10 đến 20 tỷ thì có khi chưa chắc nó đang nghĩ đến chuyện tiêu tiền, mà nó lại hay nghĩ trong đầu là phần lớn nghĩ đến chuyện làm tiền. Còn cái loại mà có 5 đến 10 triệu trong tài khoản thì thường là thằng đấy trong đầu thường chẳng nghĩ đến tiêu tiền. Đấy, thế thì nó do mạng. Rồi là gì ạ? Do nghi ngờ. Tức là muốn tìm hiểu cái nọ, tìm hiểu cái kia mà mình mua. Vậy thì cái việc đầu tiên của bạn là bạn phải xây dựng được hạn mức tài chính mục tiêu trong một tháng. Cái thứ hai, bạn phải tập kiểm soát được lòng sân, bỏ được cái si, bỏ được cái gì ạ? Cái mạng, bỏ được hai cái đấy trong một người bạn đi. Cái si và cái mạng là hai thứ nó đốt tiền của mình nhiều nhất. Vì vậy là bớt si mê đi, bớt nặng mạng đi, tức là sống gì ạ? Sống thật với mình. Nhưng ngày nay người Việt Nam mình bị một cái họ sống bởi cái lớp vỏ nó nặng quá. Tức là nhiều khi mình không có tiền nhưng mình cũng phải sống tỏ ra mình là người có tiền. Nhiều khi nhà mình nghèo nhưng mình cũng tinh vi tỏ ra là nhà nào ở quê cũng có điều kiện. Và cái điều giả dối ấy nó làm cho mình rất là mệt mỏi, bởi vì cái chi phí nó đẩy lên. Cái đấy ví dụ như ngày xưa tôi làm hiệu trưởng một cái trường ở Vinasin. Thì một anh bạn tôi làm hiệu trưởng thì một anh bạn đấy, anh làm phó hiệu trưởng, anh bảo tôi thế này. Anh bảo là tôi đề nghị anh Tuấn là từ mai không được ra cổng trường ngồi uống nước trà. Bởi vì anh ngồi uống ở đấy nó làm cho mất tư cách của một hiệu trưởng, thì nó ảnh hưởng đến cái ngôi trường của chúng ta. Thế tôi bảo là ủa thì tôi uống nước trà là mất tư cách à? Vậy thì những người mà họ ngồi uống nước trà ở vỉa hè là họ cũng không có tư cách à? Thế vào một ngày đẹp trời là tôi không có tiền, tôi ngồi bệt xuống đất, tôi không có tiền thì tôi cũng ra quán vỉa hè tôi ngồi uống nước chứ tôi ngồi ở đâu? Thế ra lúc ấy là tôi cũng không xin ai, cũng ăn cắp ai thì tôi cũng mất tư cách à? Vậy thì tốt nhất cứ ngồi uống nước trà đã. Và nếu có tiền hay không có tiền thì có nghĩa là mình vẫn đủ điều kiện để uống trà đã. Vậy thì rõ ràng là tiền bạc nó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Nhưng mà nếu mà mình mạng mà ngày nào mình cũng đi hút một cốc nước cam, ngồi trong cái quán cà phê sang trọng, thế vào một ngày phá sản không có tiền uống nước cam nữa thì là nhục à? Ồ, vậy cho nên chúng ta càng giản dị, càng sống đúng với cái nhu cầu thực của mình, thì bây giờ chúng ta bỏ được cái si mê và cái ngạo mạn đi, thì ngay lập tức chúng ta sẽ hạ được cái gì, mức chi phí của bản thân. Và khi hạ được mức chi phí của bản thân xuống thì bây giờ là chúng ta bắt đầu hiểu về tài chính hơn. Và khi nó có dư hút ít tài chính 1,5 triệu một tháng thì ngay lập tức bạn lại muốn có 2 triệu, có 3 triệu, và dần dần cái tính tiết kiệm nó hình thành. Cho nên là các tỷ phú họ nói rằng là thành công hấp dẫn thành công. Thường là ví dụ ngày xưa tôi rất là hay mắng những cái người kiểu kiện, bà chị tôi là bà ấy cứ có chín chỉ, bà lại đi vay một chỉ được một cây thì bà ấy đầu tư. Ví dụ như bà ấy có tiền, bà ấy muốn đầu tư cái lô đất tỷ 2, luôn luôn trong tình trạng bà ấy đi vay và bà cháu không có tiền để tiêu cả. Tất nhiên sống như vậy thì cũng quá khổ, nhưng mà mình phải đưa ra một cái phần trăm nào đó để cho phép mình có một cuộc sống nó ổn một chút. Nhưng mà như vậy có nghĩa là gì? Ý tôi muốn nói là có những cái thành công hấp dẫn thành công khi mà bắt đầu họ biết kiếm những cái đồng tiền đầu tiên, khi bắt đầu họ để dư ra những đồng tiền đầu tiên, khi bắt đầu họ dùng những đồng tiền dư đấy họ tiêu để nó nở ra được những đồng tiền đầu tiên, thì bắt đầu nó hình thành đam mê. Vì vậy tất cả những kẻ không giành được những đồng tiền đầu tiên trong lao động, những kẻ đi làm mấy tháng đầu mà không giành được đồng nào, thì sẽ có cái nguy cơ là họ không bao giờ biết quản lý tài chính và không coi tài chính là gì, và rất nguy cơ cái đấy nghèo. Thế cho nên tôi lời khuyên để mà kiểm soát được cái hạn mức tài chính cá nhân, thì việc đầu tiên là giảm cái sĩ diện của mình xuống. Thứ hai là đừng có, mà muốn giảm được sĩ diện là đừng có phải đua đòi, tranh đua với người này, tranh đua với người khác, mà hãy thấy xem là cuộc sống của mình có thực sự cần cái đó hay không. Nếu không cần thì thôi. Câu chuyện thứ hai là bỏ si mê đi. Ví dụ như đây, Hiếu tôi đang ngồi đây, hai bố con đi từ quê lên, nó nhìn cái biệt thự nó bảo con rất thích cái biệt thự như thế này. Tôi xin lỗi cả nhà, tôi bảo mày năm đéo đến tuổi mày thích, năm đéo có tiền mà mày thích. Thằng nào có tiền thằng ấy được quyền ra quyết định, mày giờ này là chỉ có được ăn no và đi học thôi, chấm hết. Năm gì có được quyền được thích đấy. Cho nên là chúng ta phải hiểu là khi chưa có tiền thì đừng có suốt ngày cáo thích cái nọ, cáo thích cái kia. Cứ có tiền đi thì vác tiền ra, thì không thích thì nó cũng giao cho mình đấy. Thì tôi muốn chia sẻ cái cách để các bạn quản lý tài chính cá nhân cho nó tốt. Vậy có hai thứ chốt lại: hạ cái tính sĩ diện của mình xuống, và hai, bớt si mê đi. Vì chưa có tiền thì đừng ngồi ước mong nhiều, mà ngay lập tức tập trung vào gì ạ? Làm cái gì học cái gì. Đấy, có hai thứ trong đầu liên tục nó nhảy số: học cái gì làm cái gì. Thì tôi đảm bảo làm gì có thời gian để tiêu tiền nữa, làm gì có thời gian để si mê vì để ngạo mạn nữa. Rồi ạ, và chúc cho bạn sớm giành được những đồng tiền đầu tiên và thành công. Tôi chào các bạn.